Hôm nay Phước Sửu và Hana sẽ review cho cả nhà biết được cái dự án Global City sau hơn 10 năm nó sẽ hình thành và phát triển như thế nào, không Hana? Đúng rồi, cũng như là cái tiềm năng đầu tư sinh lời của The Global City. Để mà phân tích cái dự án Global 10 năm thì mình sẽ làm phân tích những cái dự án điển hình sau 10 năm nó hình thành phát triển như thế nào. Thì em nghĩ là cái đại đô thị mà thành công nhất ở Sài Gòn đó chính là khu phố Mỹ Hưng. Thì như em được biết là anh cũng như đang là sinh sống và làm việc tại khu vực quận 7 luôn. Thì anh có thể chia sẻ trong cái quãng thời gian mà mình cùng làm việc và cùng ở khu vực bên phố Mỹ Hưng, thì anh thấy cái khu đại đô thị Phú Mỹ Hưng nhớ nó như thế nào, anh có thể chia sẻ sơ giúp em được không ạ? Cảm ơn Hana. Thì Phước Sửu và từ khi xuống gọi là đi học đại học và Phước Sửu làm việc tại Phú Mỹ Hưng cũng mười mấy gần 20 năm rồi. Từ cái lúc là Phú Mỹ Hưng gọi là hình thành nên những cái căn nhà đầu tiên và những nền móng đầu tiên. Thì Phước Sửu chia sẻ sơ qua, khi mà Phước Sửu tới Phú Mỹ Hưng thì với cái tổng quy mô và Phú Mỹ Hưng hình thành và phát triển hiện tại là khoảng 400 hectare. 400 hectare, gần 400 hectare ha. Thì hồi đó chỉ là một cái bãi dừa nước rất là hoang sơ luôn. Khi mà Phước Sửu đi học cái tại ngôi trường ngay tại trung tâm Phú Mỹ Hưng là quản trị doanh nghiệp mà ngay chỗ trung tâm Phú Mỹ Hưng luôn, thì phải đi qua những con đường, nhất là con đường Nguyễn Văn Linh rất là lầy lội luôn, và cảm giác như là rất là khó đi và thường thường bị ngập nước. Thì sau hơn 10 năm hình thành và phát triển thì Phú Mỹ Hưng bây giờ là vượt bậc luôn. Hiện tại là Phú Mỹ Hưng đang xếp vào là một trong những cái dự án gọi là đẳng cấp nhất cả nước. Không biết là cái giá mà 10 năm trước của khu đô thị Phú Mỹ Hưng cho đến thời điểm bây giờ là không biết là tăng bao nhiêu lần và giá khởi điểm lên nhiêu anh? Tăng bao nhiêu thì mọi người sau khi mà nghe Phước Sửu phân tích thì mọi người sẽ biết được nó sẽ mức độ tăng khoảng bao nhiêu ha. Thì lúc đầu là Phú Mỹ Hưng và đưa ra đặt nền móng và bán những cái căn nhà đầu tiên thì 1 mét ở Phú Mỹ Hưng tầm khoảng là 10 đến 20 triệu. Wow. Đến thời điểm bây giờ là khoảng hơn 10 năm rồi đó Hana, gần 20 năm rồi, thì mức giá hiện tại là không khoảng là gần 300 triệu một mét vuông. 300 triệu tương đương là tăng khoảng tầm 20 đến 30 lần. Chính xác. Wow. Khoảng gần 30 lần đó. Kinh khủng ha. Với mức giá gọi là tăng chóng mặt luôn. Gọi là rất là xứng đáng với cái mức giá hiện tại. Thì nói đến Phú Mỹ Hưng là một cái khu đô thị gọi là như Phước Sửu phân tích đó, là một cái đô thị không có đường hẻm. Không có đường hẻm, nghĩa là tất cả đường đều bàn cờ hay sao anh? Hay là đường, một số đường bàn cờ và một số đường ở đây là đều đường rất là rộng và có vỉa hè, và không có một con lộ gọi là đường hẻm và xe hơi không vào được. Nghĩa là xe hơi và đi lại rất là thoải mái đúng không ạ? Chính xác, tránh nhau rất là thoải mái. Và ở đây là một khu đô thị rất là chuẩn chỉnh, tất cả cửa hàng mua bán hoặc là những cái shop thời trang hoặc tất cả những cái siêu thị ở đây là từ gọi là đẳng cấp trở lên. Đặc biệt không có bán hàng rong. Không bán hàng rong. Đặc biệt không có tạp hóa. Siêu thị không ạ? Đúng rồi. Nên là tại sao gọi là hình thành những khu đô thị đẳng cấp như vậy. Và với mức giá hiện tại ở đây thì hiện tại như Phước Sửu khi nãy đã cũng có phân tích là thấp nhất cũng tầm khoảng 200 mấy đến 3 trên 300 triệu một mét vuông đối với những cái những cái căn phố bên trong thôi. Cư dân sống tại Phú Mỹ Hưng là họ thừa hưởng một cái tiện ích cực kỳ đẳng cấp. Nó có, anh nói đẳng cấp là nó có trường học quốc tế, bệnh viện quốc tế và chính xác, và các siêu thị đúng không? Nói về bệnh viện như Hana nói đến thì có bệnh viện Tim Tâm Đức, rồi bệnh viện Pháp Việt, rồi rất là nhiều cái bệnh viện khác, và đặc biệt là hàng loạt cái trường quốc tế. Tất cả các ngôn ngữ. Và một cái điều đặc biệt ở Phú Mỹ Hưng là một cái nơi là cảnh quan tuyệt đẹp. Ai cũng nói đến khu Nam Sài Gòn là sẽ về Phú Mỹ Hưng, nhiều sẽ ra cầu. Em vô thấy nhiều cây xanh lắm. Ra cầu ánh sao check in nè, rồi những cái hồ bán nguyệt nè, rồi công viên gỗ nè. Rất là nhiều cái cảnh quan rất là đẹp và gọi là thu hút giới cư dân. Và một cái điều đặc biệt là sau cái tình hình dịch Covid vừa rồi đó, tất cả người dân Phú Mỹ Hưng ở đây là tình trạng nhiễm bệnh rất là thấp. Đúng rồi, em nghe nói là sau dịch đất rồi nhà cửa Phú Mỹ Hưng lên giá khoảng tầm gần như gấp đôi. Đúng rồi, cái căn biệt thự đó chị khách em là kêu là 60 tỷ trước dịch. Sau cái đợt dịch cái là nó lên 30 tỷ, nó khoảng 90 tỷ. Dạ, đúng rồi. Coi như là nói chung có những cái vị trí là tăng cũng khá nhiều. Nhưng mà hiện tại với mức giá đó và những cái mức giá ở khu vực thì so sánh thì nó cũng còn rất là mềm và còn có thể cơ hội phát triển hơn nữa.
Thì để Phước Sửu và Hana so sánh cái sự tăng giá và cái sự hình thành phát triển của một cái dự án mang tầm cỡ quốc tế là Global City của tập đoàn Metrorail Home. Thì xin mời Hana sẽ phân tích cho cả nhà biết được ở bên quận 2 có dự án nào hình thành và phát triển và mức giá cũng tăng lên rất là nhiều, để cả nhà có thể nhìn về tiềm năng của Global City 10 năm sau. Dạ, thì em thấy một cái dự án cũng tương tự một cái đại đô thị mà về cái khả năng sinh lời của nó cũng rất là tốt, đó chính là cái khu đô thị Thủ Thiêm Sa La, đặc biệt là khu đô thị Sa La mới. Thì em thì em không có ở sông Sài Gòn lâu như anh 10 mấy năm, thì em từ bên ngoài Bắc chuyển vô. Thì em vô Sài Gòn cũng cách đây khoảng 5 đến 6 năm, thì cái thời điểm mà em biết đến Sa La thì bắt đầu là 2015, thì bắt đầu bên Sa La mở bán. Thì cái thời điểm đó 14 đến 15 thì cái khu đô thị của Thủ Thiêm và Sa La thì nó cũng là y chang như Phú Mỹ Hưng, cũng rửa nước anh. Nghĩa là khách đến xem dự án là chỉ có một cái trục đường đất Nguyễn Cơ Thạch đang làm thôi. Nghĩa là người ta không thấy một bất cứ một cái căn nhà gì hết, người ta đến là thấy một cái khu rừng dừa nước. Thì thực sự mà cũng rất là xứng đáng cho các anh chị mà gọi là có tầm nhìn để có thể đi đầu, tức là vừa có tầm nhìn và cũng có một cái gì đó rất là tin là nó sẽ phát triển trong tương lai bởi một cái khu đô thị đao thao mới ở sát ngay thành phố quận nhất. Thì cái thời điểm mức giá khoảng bao nhiêu Hana nhớ? Thời điểm shophouse ở cái khu vực Sa La, nếu như mà cái trục chính là hồi đó nó mới mở bán là khoảng 22 tỷ đến 25 tỷ một căn thôi anh. Dạ, cho cái size là 7 x 24 thì là trục đường chính, thì nó có khoảng 116 căn. Thì hiện tại mức giá tăng trưởng của khu vực nó cũng đã tăng trung bình là 180 tỷ đến 200 tỷ một căn. Wow, vậy là gần tăng gấp 10 lần so với cái giá lúc đó. Đúng rồi, cũng khoảng tầm tính ra cũng khoảng tầm 7 đến 8 lần. Mức độ tăng rất là nhanh, mà trong khi là Sa La là những cái khu dân cư gọi là hình thành sau Phú Mỹ Hưng rất là nhiều. Dạ vâng, nhưng mà mức cái giá đó là không dừng lại và người ta không muốn bán. Thứ hai, thực ra không ai muốn bán hết. Nó mới Thủ Thiêm nó cũng mới hình thành được cái cơ sở hạ tầng và cũng như cầu đường trường đó. Tất cả mới một nửa thôi, ví dụ như là nó đã có trường học quốc tế Úc rồi, hoặc nó đã cũng có khu tiện ích công viên, nhưng mà nó chưa có bệnh viện quốc tế. Khu trục đường Nguyễn Cơ Thạch là cái trục Bắc Nam cũng chưa có nối một cái qua cầu quận 7 để thông giao quận 7, khu cầu Thủ Thiêm 4 hoặc Thủ Thiêm 3 là qua quận 4. Thì có nghĩa là mới có phát triển được một 50% cái cơ sở vật chất hạ tầng thôi, nhưng mà giá cũng đã lên mức đó rồi anh. Quá tuyệt vời. Như Hana phân tích là những cái tiện ích của Sa La là đang hình thành và phát triển thôi. Mà cái mức giá nó đã là lên rất là nhiều rồi. Đúng rồi. Còn đối với những cái shop nhỏ bên trong á, thì trước thì nó cũng khoảng tầm mua thì khoảng tầm 18 đến 20 tỷ, 18 tỷ một căn thôi. Thì bây giờ cũng giá cũng dao động là 100 tỷ, nhưng mà cũng không ai cũng rất là khó mà mua được một căn ở trong đó. Phải có gọi là có duyên. Cái thứ nhất, cái thứ nhì có tài chính, và cái thứ ba là để sở hữu nó là cũng phải có mối quan hệ nữa. Đúng rồi, tức nghĩa là có thể bạn bè có thể nhường cho nhau một căn, hoặc là có thể quý nhau mối quan hệ thì mình ta bán lại, chứ còn giờ kiếm một căn bán cũng hơi khó một chút. Đúng rồi. Với hai cái dự án mà Phước Sửu và Hana đang phân tích đó là Phú Mỹ Hưng và Sa La, thì bây giờ Phước Sửu và Hana quay lại đối với Global City. Global City không phải hình thành trên một mảnh đất dừa nước nữa, mà một cái khu dân cư rất là đông đúc rồi phải Hana. Đúng rồi, em cũng đang tính nói ngày xưa là Phú Mỹ Hưng với lại Sa La là đến là thấy dừa nước, thấy đồng không mông quạnh cũng không quay ở. Nhưng mà thực sự là Global City, nếu như mà nói thời điểm bây giờ mình đi coi thì ít nhất cũng có đường xá hình thành rồi. Đúng rồi. Cũng mặt tiền đường Đỗ Xuân Hợp, hiện tại cư dân sống rất là đông phải không? Bằng phẳng. Cũng có một cái khu tái định cư gần đó là cũng xây nhà cũng nhiều. Mặt tiền Đỗ Xuân Hợp đang mở rộng, và cái công việc kinh doanh của những người ở trên cái mặt tiền nó cũng rất là tốt rồi. Nghĩa là gần như nó đã hoàn thiện hết rồi. Mà trong khi đó thì cái tốc độ xây dựng anh có thể lấy có thể cho quý vị cho quý vị khán giả xem cái flycam là cái tốc độ xây dựng hàng ngày hàng giờ là đến mức là
đúng lúc mà anh mới quay tuần trước nữa là anh bảo thôi không có xài cái Lycam đó nữa, tại vì tốc độ xây dựng của Master Ride Home cực kỳ nhanh. Thực sự em rất là thấy cái này nó là một cái điểm mà khách hàng nên quan tâm, tại vì có nhiều người nói mà không làm. Đúng rồi. Nhiều chủ đầu tư nói mà không có hoàn thiện, mà đây bây giờ dự án mà cứ liên tục xây dựng như vậy thì em thấy là đó là một cái điểm mà khách hàng có thể tin tưởng để đầu tư Global City. Theo như Hana đó, 10 năm sau á thì mình tưởng tượng ra Global City nó sẽ là cái nơi như thế nào? Em thì theo em tìm hiểu thì ngoài nó để nó hình thành được một cái đại đô thị lớn là vào 2025 đi. Khi đó thì sân bay Long Thành cũng đã hoàn thiện rồi, thì gần như là tất cả những cái hành khách cũng như là cái gần về phát triển về kinh tế là cảng biển cũng như là máy bay hoặc là sân bay hoặc là những cái đường không là nó sẽ tập trung về khu đông rất là nhiều. Trong đó Global City mình đi sân bay cũng gần khoảng tầm 30 phút thôi anh. Thì mình đi cao tốc Long Thành Dầu Dây. Thì cái này cũng là một cái yếu tố để cho cái làm cho cái dự án sau này nó cũng là cái nơi gần như là sinh sống của các chuyên gia cũng rất là nhiều. Thì em nghĩ là cái điểm thứ nhất. Còn điểm thứ hai là ngoài nó là ngoài cái mang tính đặc trưng của một cái khu đô thị đại đô thị lớn giống như Sa La, Thủ Thiêm hay là khu phố Mỹ Hưng, nhưng em nghĩ là Global nó sẽ có một điểm khác biệt hơn, đó chính là cái công ty thiết kế do sự kết hợp của chủ đầu tư Masteri Home với bên Foster and Partner là một đơn vị thiết kế cực kỳ nổi tiếng của đến từ London anh. Thì bên theo em tìm hiểu thì Foster and Partner đã thiết kế rất nhiều công trình nổi tiếng trên thế giới rồi, ví dụ như là các cái store, các cái showroom cũng như là trụ sở của Apple điện thoại, cái dòng iPhone người ta cũng rất là detail, nghĩa là giám đốc CEO của Apple cũng rất là từng tỉ mỉ trong cái sản phẩm của cái dòng iPhone này, hoặc là những cái store người ta cũng rất là chỉnh chu để tìm kiếm một đơn vị thiết kế rồi. Đó, hay là những công trình những công trình ví dụ như là cái ga của Bắc Kinh đó, thì bên đồ Global City thiết kế rất là nhiều cái công trình nổi tiếng của thế giới. Nói như Hana đó thì gần như 10 năm sau Global City sẽ là một cái khu downtown lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và gọi là toàn quốc nói chung, phải không? Em nghĩ là nó sẽ là một cái khu mà mang có nhiều cái thiết kế đẹp, mang tính biểu tượng. Đúng rồi. Cho Sài Gòn. Những cái hình mà gọi là những cái thiết kế gọi là 10 năm sau thì Phước Sửu và Hana cũng đang gọi là cho mọi người xem trực tiếp. Nhưng mà nói là làm, Metroid là những cái lên kép thiết kế và những cái gọi là các công trình và những cái công trình thiết kế của Metroid á thường thường đưa ra là đẹp hơn so với lại cái lúc mà ban đầu thiết kế luôn. Đó, nên là khách hàng quý anh chị là luôn luôn tin tưởng vào cái năng lực vừa tài chính vừa cách thiết kế vừa cách vận hành và triển khai dự án của Metroid. Và dự kiến Metroid sẽ là Metroid đưa Global City sẽ là một khu downtown cực kỳ lớn, là một nơi là tổ chức lễ hội, mua sắm ẩm thực ăn uống và nơi kết nối tất cả mọi thứ một bước chân ngàn tiện ích tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ vâng, đúng rồi anh. Dạ. Em thấy nó có cái biểu tượng về cái kênh đào 2 km mà biểu tượng nhạc nước, nó cũng là một cái điểm nhấn thiết kế cho quý anh chị. Ngoài ra thì các nhà phố shop house của Global City á là 5 căn liền kề sẽ thiết kế khác nhau với một cái style là khác nhau, rất là nhìn nó không có nhàm chán. Nghĩa là thiết kế bên mặt ngoài là hoàn toàn là khác nhau nha. Tuyệt vời quá. Thì em có thể show cho khán giả thấy được cái thiết kế của các căn quá những thiết kế cực kỳ đẹp, phải không Hana? Thì theo những cái phân tích của Phước Sửu và Hana thì nên chọn Global City nhanh đi. Để 10 năm sau thì mình có nằm là những trong những khu dân cư đẳng cấp hơn cả Sa La, đẳng cấp hơn cả Phú Mỹ Hưng, phải không Hana? Thì em thấy thì có thể là quý anh chị có thể tham khảo cái giá bây giờ, giá mà mình mua shop house khối đế của một cái tòa nhà văn phòng là mình không được sở hữu lâu dài, cũng 50 năm là cũng ví dụ khu đô thị Thủ Thiêm hoặc là một số khu đô thị trung tâm là cũng rơi vào 10.000 đô mét vuông. Một mét vuông là kiểu là diện tích sử dụng cho các tầng 1, 2, 3, 4 gì đó. Trong khi đó đồ Global City là mình được thiết kế là một trệt 4 lầu 5 tầng sử dụng.
thì tổng diện tích sử dụng lên tới 350 m². Thì tính ra thì mình cũng một đơn giá cho một mét vuông sử dụng khoảng hơn 100 triệu thôi, thì em thấy cũng với một cái sở hữu lâu dài như vậy, có sổ đỏ từng cho từng căn như vậy là em thấy vẫn hợp lý để đầu tư. Dạ. Gần như Hana đang mời chào. Nên đó là những quan điểm của em thôi. Những cái khách hàng ở tại Phú Mỹ Hưng, tại Sa La và tất cả những khu đô thị khác nên chọn Global City để thành một điểm đến thứ hai, là một cái nơi an cư thứ hai của khách hàng, phải không? Thì không hẳn. Bây giờ anh thấy bây giờ bán một số cái shop house đi, anh thấy bây giờ bán cũng có hơn 100 triệu một mét vuông sử dụng nó rồi, đúng không? Tầng 1, tầng 2, tầng 3 gì đó là office, commercial office rồi. Bây giờ được sở hữu, mà đấy có 50 năm thôi, bây giờ được sở hữu một cái đất, có cái nhà, mà trong khi đó diện tích sử dụng 300-400 m liền, thì nó vẫn cũng là một cái yếu tố để khách hàng cân đối. Mà trong khi đó đâu phải là mình mua mỗi cái nhà không đâu, được sử dụng bệnh viện quốc tế, rồi là cái khu trung tâm thương mại lên đến 125.000 m², rồi trường học quốc tế, rồi công viên. Tất cả ở đây hết. Ở Phú Mỹ Hưng có thì nó còn có nhiều hơn Phú Mỹ Hưng. Sa La có thì nó còn sẽ đẳng cấp hơn Sa La, phải không? Nghĩa là nó sẽ, em nghĩ là cái design thiết kế nó sẽ tốt hơn. Design, đúng rồi. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã quan tâm đến cái video mà gọi là review lại so sánh những dự án sau 10 năm của Hana và Phước Sửu. Thì để có nhiều cái thông tin hơn thì quý anh chị inbox hoặc là comment với video bên dưới. Phước Sửu và Hana sẽ ghi nhận và sẽ trao đổi thông tin với quý anh chị ngay. Nếu như quý các anh chị mà không ngại lời chào mời của em thì có thể bốc máy lên gọi hoặc là comment, thì em sẽ gửi thông tin chi tiết về layout cũng như tiến độ thanh toán và tất cả mọi thứ luôn. Chưa nói là chốt deal luôn không Hana. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại cả nhà ở nhiều video sau.